Quý vị và các bạn thân mến, sau khi thực hiện xong nghi thức của thánh lễ an táng, linh cữu của nghệ sĩ Chí Tài đã được di chuyển đến nghĩa trang Big Family. Lễ tang được tổ chức ở ngoài trời, trong khuôn viên nhà thờ, đông đảo nghệ sĩ, bạn bè đã có mặt để tiễn đưa cố nghệ sĩ. Được biết, trong tang lễ ca sĩ Hà Phương, một tỷ phú người Mỹ gốc Việt là em gái của ca sĩ Cẩm Ly, đã viếng 50.000 đô la Mỹ, tương đương với gần 1,7 tỷ đồng tiền Việt Nam, để đóng góp vào quỹ từ thiện mang tên nghệ sĩ Chí Tài. Trước khi đưa linh cữu nghệ sĩ Chí Tài đi hỏa táng Chí Thiện, anh trai cố nghệ sĩ Chí Tài đã thay mặt gia đình gửi lời cảm tạ đến mọi người. Anh xúc động nói, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn nghệ sĩ Hoài Linh, nghệ sĩ Việt Hương, cùng anh chị em đồng nghiệp tại Việt Nam, đã tổ chức nghi thức nhập quan, thăm viếng và tiễn đưa nghệ sĩ Chí Tài về với gia đình tại Mỹ. Một cách hoàn hảo, chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới nghệ sĩ Hoài Tâm, nghệ sĩ Hoài Phương, chồng Việt Hương, cùng nhiều anh chị em nghệ sĩ đã làm việc không quản ngày đêm, để giúp đỡ gia đình chúng tôi, trong việc chuẩn bị lễ an táng cho nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ. Chúng tôi cũng xin thay mặt cho cố nghệ sĩ Chí Tài, gửi lời cảm ơn mọi người đã hưởng ứng một cách nhiệt tình, lời kêu gọi hãy dành mọi chi phí đi vòng hoa, tiền phúng điếu, để đóng góp vào quỹ từ thiện mang tên Chí Tài, giúp anh hoàn thành ước nguyện làm từ thiện, cứu giúp đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt, tại miền Trung Việt Nam. Đặc biệt, chúng tôi xin cảm ơn ca sĩ Hà Phương đã gửi tặng 50.000 đô la, xem như là món quà đóng góp mở đầu, cho quỹ từ thiện Chí Tài. Sau này, chúng tôi sẽ báo cáo về kết quả công tác từ thiện trước truyền thông và công chúng. Quý vị và các bạn thân mến, đã biết kiếp người, ai cũng phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Vậy nên, khi còn sống trên cõi đời, chúng ta hãy cố gắng đóng góp theo khả năng của mỗi người, cho xã hội, để khi nằm xuống, chúng ta không khỏi hối tiếc về những việc chưa làm được. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Chúc mọi gia đình một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc nhé.